Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền vào Instar Độc Nhất Long để nhận cù lao bằng việc like ảnh kiếm tiền trên Instagram này hỏi các bạn. Rồi thì để nạp tiền vào kết quả có đầu tư trên Instar thì các bạn bấm vào một deposit nha các bạn. Thì minh bay tối thiểu là 20 đô nha các bạn. Đối với 20 đô là con số chuyện nhỏ các bạn. Đôi khi các bạn bỏ 20 đô các bạn có thể kiếm từ Instar này 1-200 đô nha các bạn. Rồi các bạn copy xong xuôi rồi các bạn gỡ min tối thiểu là 20 USDT từ dưới chon TGC 20 nha các bạn. Rồi các bạn copy, các bạn dùng địa chỉ trên dưới chon link hoặc là trên dưới chocolate, các bạn phải có cái đồng USDT chạy trên nền tảng TGC 20 nè các bạn. Các bạn lưu ý các bạn, TGC 20 khác với TGC 20 nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè, rồi các bạn bấm nút gỡ nè, các bạn dán địa chỉ người nhận vào nè các bạn. Rồi sau khi các bạn dán vào thì các bạn bắt upload, bạn coi đầu đuôi các bạn. TR. Rồi. Các bạn các bạn. Xâm lộn các bạn, lộn cái này các bạn. Rồi sau khi bạn copy các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm min tối đa là 20 đô nha các bạn. Rồi bạn bấm nút tiếp tục. Rồi các bạn chờ chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi thì rồi các bạn bấm nút gỡ các bạn. Các bạn có thể dùng với Chainlink cũng được nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó xử lý một chút xíu nha các bạn. Sau khi bạn nạp xong thì các bạn quay về trang chủ nha các bạn. Rồi các bạn chờ cứ khoảng 5-3 phút thì tự động tiền nó sẽ vào đây nha các bạn. Sau khi các bạn deposit vào, các bạn chờ cứ khoảng 3 phút nha các bạn thì các bạn nhấp vào trang cá nhân các bạn thì sẽ thấy được 20 USDT hiện là balance của các bạn. Thì trong balance của các bạn sẽ có 20 USDT thì các bạn vào một, các bạn bấm vào mục sao để kết quả có đầu tư nha các bạn. Thì đây thì nhiệm vụ thì có 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, 7 sao, 5 sao nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào 1-2 sao nha các bạn. Phan các bạn. Rồi các bạn bấm vào một bay ta nè các bạn. Thì 2 sao là min bay là các bạn đầu tư min tối thiểu là từ 20 USDT đến 980 USDT các bạn. 3 sao thì các bạn đầu tư từ 1000 USDT đến 4900 USDT thì nó cứ dài lên nha tất cả các bạn. Dự án này khá là ngon các bạn. Rồi thì các bạn bấm vào một public chain nè các bạn. Rồi đây thì các bạn kéo lên nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một public chain nè các bạn. Để kết quả có đầu tư nha tất cả các bạn. Ok, mình đã thành công nha tất cả các bạn. Rồi sau khi mình kết quả có đầu tư xong, các bạn bấm vào một hàng số 2 nè các bạn, một start nè. Đây mình các bạn mình có nhiệm vụ nè các bạn. Mới vừa nạp 20 đô mình sẽ làm nhiệm vụ là 1 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ, 3 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ. Các bạn làm nhiệm vụ này nó sẽ tiền về cho các bạn hàng ngày nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một show nè. Này nó kêu các bạn like Instagram. Rồi chúng ta bấm vào mục show nha các bạn. Mình vào đây mình like Instagram của nó các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn like nha các bạn. Sau khi các bạn like xong, các bạn chụp màn hình lên giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục submit nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lên một ảnh các bạn đã chụp nha các bạn. Đâu ta, mục này nè. Ok, rồi bạn chọn nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào mục submit nha các bạn. Ok. Bending. Rồi, những nhiệm vụ này tiếp tục thì các bạn cũng làm tương tự nha các bạn. Sau khi các bạn làm hết những nhiệm vụ này thì tiền nó trong vòng 24 giờ nó sẽ về một hôm các bạn nè các bạn. Không một đô hả? Thì nó sẽ về một hôm này nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn kích hoạt gói từ Irata để làm nhiệm vụ đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.